Hai đội bóng quyết đấu cho vị trí nhì bảng. Dù vào lúc này hy vọng là không còn nhiều đối với đại diện của Thái Lan. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Khá thoáng. Đánh đầu. Kỳ giữa hai đội bóng. Côi kê. Một pha đưa vào từ tầm thấp. Trong khi đó thì Kamba Osaka thậm chí còn đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ. Thêm một cơ hội nữa, khá nguy hiểm. Cú sút mà ông Lê Vịnh Kanti dẫn dắt đội bóng này. Lần đầu tiên vẫn đang hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ Trung Quốc. Thêm một đường chuyền vào là của Yamada. Ngược côi kê. Đánh đầu rất mạnh. Xa ngang đã cứu thua cho Quảng Châu. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi của các cầu thủ Cerezo Osaka. Một cú dứt điểm từ xa. Bóng đã đi không chính xác. Đó. Takagi. Đường chuyền vào là quá nhẹ. Và nó không khó một chút nào đối với thủ thành Chan Chianji của Quảng Châu. Pha đá phạt của đội trưởng Fujita. Đánh đầu. Không chính xác. Những cơ hội nguy hiểm mà các cầu thủ Cerezo Osaka có được cho tới thời điểm này đều tới từ những tình huống tranh chấp trên không. Bathroom United thì Viettel, đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu lục, đã chính thức bị loại. Họ thì đường Thiago Panusat ghi ở phút thứ 69. Đường chuyền vào của Takagi không vào. Thêm một cơ hội rất ngon ăn nữa đã trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Cerezo Osaka. Một tình huống đưa bóng vào tầm thấp của không gian hẹp của cầu thủ Cerezo Osaka. Tình huống chạm bóng cuối cùng là của Takagi. Bóng đi quá nhẹ để có thể gây nên khó khăn cho Chan Chianji bên phía Quảng Châu. Không được. Rất thoáng. Nhưng đáng tiếc Kato đã không khống chế bóng tốt. Không vào. Kato. Và cuối cùng thì Cerezo Osaka cũng đã tạo nên được sự khác biệt. Đã có lỗi từ hàng phòng ngự của Quảng Châu. Cụ thể là của số 84 Chao Anchi. Một tình huống phối hợp không tốt của Kato cùng với Yamada. Takagi. Koike. Dứt điểm. Cú dứt điểm là khá mạnh nhưng đáng tiếc là bóng đã đi không chính xác. Vẫn là một cú dứt điểm của Mutsuki Kato. Yamada. Lại là Koike. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Cerezo Osaka. Mặc dù các cầu thủ Quảng Châu đều còn rất trẻ, với một nền tảng thể lực rất sung mãn, nhưng họ vẫn không thể bắt kịp được tốc độ của Takagi cũng như là Koike. Sairuan. Vẫn là Sairuan. Không được. Rất tiếc đã không có cơ hội để dứt điểm. Vẫn là nỗ lực của các cầu thủ Quảng Châu dứt điểm. Tình huống đá phạt góc của Koike. Đánh đầu.
Tình huống chọn vị trí rất chính xác của Thiago Panucci. Nhưng đáng tiếc cú đánh đầu của anh đã không thành công. Matsumoto. Takashi. Koike. Tốc độ của hậu vệ cánh trái Koike là khi mà cầu thủ này thường xuyên có mặt ở khu vực cấm địa của Quảng Châu. Đánh đầu. Đó là Thiago Panucci, 3-0 cho Cerezo Osaka. Vẫn là một tình cơ hội rất dễ dàng và tỷ số là 4-0 cho các cầu thủ Cerezo khi tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Một đường chuyền quá tốt vào nách hàng phòng ngự của Quảng Châu, nhất của Cerezo Osaka cho tới thời điểm này tại vòng bảng AFC Champions League 2021. Lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, thủ thành người Việt Nam nếu như không thể ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay với Cerezo Osaka thì sẽ chỉ còn lại một cơ hội duy nhất dành cho các cầu thủ trẻ Quảng Châu. Đó là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với câu lạc bộ Port của Thái Lan. Và đó là thẻ vàng đầu tiên mà Cerezo Osaka phải nhận ở trận đấu này. Cự ly và góc sút là tương đối thuận lợi. Không biết các cầu thủ Quảng Châu sẽ tận dụng như thế nào. Cú đá của Rao Chen. Bóng đã đi hơi cao. Một tình huống phối hợp đá phạt khá cầu kỳ của các cầu thủ Quảng Châu. Nhưng đáng tiếc kết quả. Nỗ lực của Phan Hang Bo. Dứt điểm. Không vào. Cơ hội có thể nói là tốt nhất kể từ đầu trận của các cầu thủ Quảng Châu. Nhưng đáng. Nhưng nếu như Đặng Văn Lâm có thêm cơ hội trong trận đấu với Kichi thì chắc chắn anh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện hơn. Bởi so với Quảng Châu thì Kichi là đội bóng mạnh hơn, chỉ là mạnh hơn rất nhiều. Và đó là đội bóng đang sở hữu chân sút số 1 trong lịch sử của AFC Champions League. Tiền đạo người. Cơ hội là quá tốt. Rất dễ dàng. 5-0 cho Cerezo Osaka. Thì bàn thắng thứ hai với Nusumi Kato là dễ dàng hơn rất nhiều. Anh đã vượt qua cả thủ thành Chan Chi của Quảng Châu trước khi đưa bóng vào lưới.